hàng bông những con đen. Bò được này thôi chứ miễn bàn mà. Bà chủ. Này có chị ở nhà bò đẹp á. Mổ. Chặt dưa đúng nói gì chứ mà nó cho bò được ngày sinh. Dạ. Ông ấy. Ông ấy. Dụng mắt tiểu nữa tiểu gần thế mà ông ấy. Dạ. Nói chung là chị cũng đùi bự. Dạ. Này. Con nào nó là em lựa cái từ cái tầm cho tới mông đùi vậy đó gặp mình chứng mà. Dạ bò ưng ý là được rồi. Để mát ví dụ như chứ không nói gì nhưng mà cơ bản là đợt này bò xinh. Cố gắng hết mình phục vụ khách hàng cũ dù số lượng không nhiều. Tùng TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2024 dương lịch và hôm nay là 24 tháng 2 âm lịch. Ở thị sáng hôm nay, cuộc hành trình của Tùng TV vận chuyển tổng quan 3 con 3B như phía sau, đồng giá 19 triệu giao về cho vị khách cũ ở ngoài cầu Trà Khúc Quảng Ngãi. Năm ngoái thì anh mua mình ủng hộ 3 con và sau một năm nuôi thì anh đã xuất bán và năm nay tiếp tục quay lại ủng hộ thêm 3 con nữa. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng mà anh quay lại nhiệt tình ủng hộ thì mình cố gắng nhiệt tình phục vụ quý bà con, đặc biệt là khách hàng cũ như anh. Đó thì sale chuyến bò ngày hôm nay mình giao cho anh 3 con này xem thì mình về mình bắt thêm bò và ngày mai thì mình sẽ có một chuyến bò về con tôm. Và số lượng bò về con tôm ngày mai á thì cũng đa phần là khách cũ và rất là nhiều. Nói chung là ngày mai mình đi về con tôm tới 11 con lận. Đó thì sale chuyến bò con tôm thì tiếp tục mình sẽ có một chuyến bò nữa về Gia Lai. Đó, bà con khu vực Gia Lai có nhu cầu mua bò thì liên hệ số điện thoại bên góc phải màn hình của mình đó để kết nối Zalo trực tiếp, chọn bò qua Zalo rồi mình sẽ xếp thời gian mình vận chuyển cho quý bà con có những con bò giống chất lượng về nuôi phát triển kinh tế gia đình. Cuộc hành trình ngày hôm nay như thế nào, giao ba con 3B này cho anh ra sao thì mời quý cô chú anh chị cùng quý bà con theo dõi hết video để biết, đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý cô chú anh chị. Ngày mới bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình này cũng là cuối ngày, kính chúc quý bà con, quý cô chú anh chị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, đem công việc chăn nuôi của mình luôn được thuận lợi và đón xem video hết cùng với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, trước màn hình quý cô chú anh chị, quý bà con là ba con 3B. Đó thì ba con này thì gồm hai con bông. Đó, một con bông muối tiêu đều mình, một con bông đêm xuân cũng đều mình. Còn con giữa này là một con đen. Đó thì ba con này thì mình vận chuyển cho anh là đồng giá là 19 triệu một con. Đó. Chiều cao bê con thấp nhất á thì rơi vào tầm 1m1. Đó. Còn con cao nhất thì 1m15, 1m2 yếu rồi. Đó lỡ bò. Và ba con như thế này á 57 triệu. Đó, mình vận chuyển về cho anh. Đó, giá bán lẻ từng con á thì một con là 18 triệu, con bông đây. Đó, con giữa này là 19 năm. Đó, và con lớn này là 20. À, anh mua 3 con và cũng là khách cũ, mặc dù số lượng không nhiều nhưng mà anh mua 3 con thì mình để đồng giá là 19 triệu. Đó, bao vận chuyển về cho anh ở Quảng Ngãi. Đó thì bây giờ mình cũng gần tới nhà anh rồi, vào giao bò rồi mình quay chi tiết hơn để quý cô chú, quý anh chị, bà con tham khảo. Đó, nôm na là như vậy, số lượng ít nhưng mà khách cũ quay lại mua ủng hộ thì mình phục vụ hết mình. Đó, bê cực kỳ dài luôn, con nào nó dài thêm thêm cực kỳ đẹp. Rồi lên đường giao bò. Dạ chị, chạy đi cũng sớm hết chứ. Dạ tranh thủ đi sớm, em quá giao hình như là chị cũng có nhà hay sao á. Dạ nay chị đi đón khách cũ là phục vụ tới nơi không. Đáng lẽ là sáng nay là em đi con tôm giao cho em nó chạy mà nói thâu để ra giao lưu với anh chị chứ em quá giao cũng được rồi, để cho em nó chạy cũng không yên tâm. Dạ em năm ngoái giao chị đâu có nhà đâu, giao xem anh em mình uống cà phê xong rồi cái gì mà đam mê thôi. Đam mê. Từ. À. Đam mê mà. Ném kẹp luôn anh. Ném kẹp luôn em lừa. Còn con nữa ra giết xeo. Đi. Còn hôm nay thôi chứ. Con nào nó đẹp như ý luôn á.
đây để vô vô trong chị vô trước ấy, chị vô trong trước rồi chị dắt vô chuồng, nếu mà muốn dắt vô chuồng thì chị vô trong trước. Ném lại anh ơi, cũng được đi, anh đi trước chứ, anh đi trước chứ, để nó đi trước là nó kéo chạy cũng kịp á. Đó anh đi trước á, cứ anh đi trước là nó ok, nó vô rồi. Con nào nói em này nó dài, chân ruộng nó to. À, em này đi ngõ đó anh, chưa có đi qua bên đòi nữa anh. Dạ. Đi con, vô. Chuẩn bị cỏ rồi đó, đi xa. Dạ. Đi xa, tối em bỏ rôm anh, cái sáng đi đâu phải à, tối để đói đâu. Cứ bỏ rôm vậy nó ăn thoải mái cả đêm vậy. Dạ. Để ra nó có cỏ nữa anh. Đó, cục con nào cũng con. Dạ. À, năm ngoái nhốt chuồng kia nên dắt đường kia. Bò con, bò trong cái chuồng đó nó con. Cho con nhỏ đứng trong kia. Ui, con này da nó mém nha, mà nó lét luôn. Kéo nó về chạp nó rồi chị sửa nó lại. Dạ. Nói chung là nuôi thì cũng không tệ có gì. Mà đôm đi. Dạ, thích, thích. Nuôi thì không giỏi chứ mà, giờ có không có con bò cũng buồn. Gọi là đam mê đấy. Dạ, như đồng tiền bỏ góp mà, em nói anh em mình cho nói chuyện cũng nói rồi. Dạ. Hai con bông. Con bông lớn đó với con bông nhỏ đây. Hai con bông với con đen. Bò được này thôi chứ, miễn bàn mà. Bà chủ. Này có chị ở nhà bò đẹp á. chân trụ rồi to lắm. Dạ. Dạ, đợt này nói chung là khách hàng cũ em lựa cũng kỹ. Giao thì em đi em yên tâm mà, sợ chớ nó đi nó âu á. Mình chớ ra giao lưu một chút rồi ngày mai đi con tâm. Được rồi, chân kén rồi, mông đùi rồi, nói chung là cấp mình nó dài, chân trụ nó to mà cấp mình dài rồi, con nào cũng dài cũng to đó. Cái tòa đít kìa. Dạ. Sao này mình không dễ. Tòa đít nó nét cơ, nó có cơ. Hai con bông, con kia nó không bông mà do nó đứng chuồng em á, nó không nó sạch trơn mà, chịu ngày hôm qua giờ em cột con chuồng nó hơi dơ ấy, nó quất cái đuôi lên á. Còn con này này không, mẹ con da như là tha mỡ. Chập dưa đúng nói gì chứ mà nó trong bò được ngày sinh. Dạ. Ông ấy. Dụng mắt tiểu nữa tiểu gần thế mà ông ấy. Dạ. Nói chung là chị cũng đùi bự. Dạ. Con nào nói là em lựa cái từ cái tầm cho tới mông đùi vậy đó gấp mình chứng mà. Dạ bò ưng ý là được rồi. Em đi. Dạ từ đây. Dạ em đi hầu 3:30. À 3:30. Dạ. Rồi cứ có bò cứ tà dễ chạy không? Để mát rồi em dụ chẳng không nói gì nhưng mà cơ bản là đợt này bò xinh. Dạ, bò đẹp rồi. Ở đâu mà cũng có duyên. Dạ. đúng là nói chung là nói em lựa lại, ảnh là anh thích bông nhưng mà cái con đen này thấy nó độc quá, mà muốn da dữ quá mà có mình nó dài. Nên là thôi hai con bông cũng được, những con đen đây anh nuôi con đen là nhanh lớn không này. Hồi xưa anh nuôi có mua trúng một con bông, anh nuôi có sò có bò kia nó rất là nhanh hơn. Dạ. Yeah. Thôi được rồi, thì bỏ nó lại cho nó ăn đi. À, bò thì mẫu con ở mẫu giá chi tiết đấy, em cũng nói anh vừa về dạ, cho nó thực tế. Thì nói với em chứ cũng đồ mê thầy. Dạ. Yeah. Mê lắm. Đồ mê. Thì cái lòng chuồng tới tính nuôi nữa thì mày dài giò rồi đúng không? Dạ. Giò luôn nữ, với chị đi buôn miếp đó chị. Dạ. Nào cứ chắc chiều 3 con hay 4 con rồi giỏi được rồi. Bây giờ trẻ nó đâu có ở đây đâu, hơi vợ chồng rồi con nuôi kỹ nó. Dạ. Dạ được rồi. Đâu. Vô đây. Vô nước em. Dạ, ổn định. Nem 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 ngói giao xe không có chị, nhà anh em ngồi uống cà phê cà búi gì chứ.